Giới thiệu với anh em một bầu trời của công nghệ luôn anh em nhé. Focus sản xuất 2017, bản TiNiu, bản S, động cơ 1.5 EcoBoost. Chiếc xe này lăn bánh 24.000 km anh em nhé, một chủ từ mới biển Hà Nội. Một trong những chiếc xe thuộc phân khúc hạng C với đầy đủ các cái option tiện nghi và các chế độ an toàn đẳng cấp nhất. Chiếc xe màu đen, nội thất da nỉ đen anh em nhé. Xe rất là chất luôn, đăng ký tháng 12/2017. Đấy, vành la răng tăm chỉ có bản S mới có thôi. Đấy, đèn của nó nhìn rất là xịn sò luôn. Đèn bi, projector, hàng loạt cái chế độ an toàn, ví dụ như là cảm biến trước. Đấy, rồi là có thêm cả gạt mưa, gạt rửa đèn pha tự động. Trong những chiếc xe chạy rất là thích, 180 mã lực anh em nhé, đạp dính lưng luôn. Chúng ta cùng xem qua phần đầu xe nhé. Phần đầu xe của Focus thì có những cái viền mạ chrome, hình của nó rất nhìn rất là mềm mại. Mặt ca lăng tổ ong, cụm đèn, hai cụm đèn nhìn rất là sắc nét. Đường capo thì có những cái đường viền kẻ dọc hai capo, nhìn xe nó khỏe khoắn hơn hẳn luôn. Và xem qua phần thân xe nhá. Phần thân xe của chiếc Focus bản S này thì nhìn thiết kế dáng hatchback với những đèn mạ chrome từ phần đuôi xe vuốt lên tận phần capo luôn, nhìn rất là thể thao. Nhìn cả tổng thể một chiếc xe, nhìn nó tổng thể, nhìn nó chảy về phía trước, nhìn như một viên đạn vậy. Đấy, cụm đèn hậu kéo dài từ phần đuôi cho đến phần nắp xăng luôn, nhìn rất là thể thao luôn. Ở phần đuôi xe thì chúng ta thấy luôn là cái cánh gió rất là thể thao, rất là xịn sò. Đấy, đi kèm với hai cụm đèn. Đấy, các cái điểm nhấn của xe cũng có các cái viền mạ chrome, rồi là có trang bị thêm cả cảm biến lùi. Phía dưới một số điểm nhấn thiết kế hình tổ ong. Đấy, cũng chỉ có một bô đơn thôi. Chúng ta đến với phần nội thất của xe nhá. Đây là không gian nội thất của chiếc Focus sản xuất 2017 anh em nhé, bản S, bản cao cấp nhất của Focus luôn. Đấy, điểm nhấn đầu tiên là chúng ta thấy được là chiếc vô lăng bọc da. Đấy, thiết kế 3 chấu rất là khỏe khoắn. Trên vô lăng thì hàng loạt những cái phím tính năng tiện dụng thích hợp. Đấy, có các chế độ limit, rồi các cái tùy chỉnh. Đấy, có cả cruise control luôn. Đấy, màn hình hiển thị tablo cũng rất là sắc nét, màn hình điện tử luôn anh em nhé. Đồng hồ cũng là đồng hồ điện tử luôn, rất chi tiết các cái thông tin vận hành của xe. Lướt sang bên này chúng ta thấy rằng đây là chiếc màn hình cỡ lớn luôn. Đấy, đi kèm dàn âm thanh Sony rất là xịn sò. Sử dụng hệ điều hành Sheet 3 nhá, cao cấp của Ford. Đấy, hệ thống điều hòa tự động hai vùng riêng biệt anh em nhé. Đấy, có điểm đặc biệt ở đây là một số những option mà các cái dòng phân khúc hạng C khác không có, ví dụ như là chúng ta có nhìn thấy cần lùi chuồng tự động này, hỗ trợ lùi chuồng tự động này. Đấy, rất xịn luôn. Nếu mà kể về option của Focus và các cái chế độ an toàn thì chắc phải hết một trang giấy mất. Đấy, chúng ta lướt qua những cái phần nội thất của xe để xem là chủ xe đi sau một vài năm sử dụng thì nó còn mới không. Theo đánh giá của tôi, chiếc xe này thì còn rất là lướt, mới. Đấy, ghế zin hết nguyên bản luôn, không hề sờn xì luôn. Xe lăn bánh chuẩn 24.000 km, bảo hành bảo dưỡng lịch sử full hãng luôn. Đấy, cửa sổ trời cũng có anh em nhé. Gương chống chói, đèn tự động, gạt mưa tự động. Tất cả những cái option cơ bản nhất của phân khúc hạng C đã được trang bị ở trên chiếc Focus này.
Đây, một trong những chiếc xe với động cơ 1.5 EcoBoost, một trong những cái động cơ đặc đặc thù của Ford. Đấy, giúp chúng ta dính lưng nếu chúng ta đạp thông ga. Chiếc này đợt thời điểm mới lăn bánh năm 2017, giá không dưới 830 triệu. Đấy. Đấy, hiện nay sau một cái thời gian sử dụng lăn bánh có 24.000 km thôi, chiếc xe có giá hết sức hấp dẫn là 650 triệu đồng. Đấy, chỉ duy nhất Thành Long Ô Tô hiện nay đang cung cấp sản phẩm Focus sản xuất 27 với giá là 650 triệu đồng. Chiếc xe màu đen, màu cũng rất là hiếm, rất là phù hợp với những ai mệnh mộc, mệnh thủy. Đấy, chính mệnh luôn. Chiếc xe này nếu anh em nào cần hỗ trợ ngân hàng là vẫn hỗ trợ anh em được 70%, thời gian vay được 6 năm. Ok, cảm ơn anh em đã trải nghiệm những chiếc xe Focus sản xuất 2017, đăng ký lần đầu 2017, biển số Hà Nội, một chủ thứ mới. Với giá bán là 650 triệu đồng, có thương lượng một chút. Đấy, các bạn nào muốn sở hữu chiếc xe này thì đến Thành Long Ô Tô trải nghiệm nhé. Địa chỉ tại số 6 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Đấy, số điện thoại của mình là 0911 732 888. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Hẹn anh em ở những chiếc xe siêu lướt khác nha.